trơn trọi á. Tuổi nào cũng hên mà tuổi nào cũng xui cả. Nếu làm việc xui thì nó xui. Các vị thử tuổi nào đi hên, đi ra bán hơi của in đi. Xin thưa các vị, chúng ta đừng có bao giờ quá quan trọng chuyện đó. Có con gì để chơi thôi đó. Ví dụ một nền văn hóa tôn trọng, duy trì, hỏi như vậy để chơi, để cảm thấy rằng nó là cái tôn trọng, một di sản của cha ông nhiều đời để lại. Nhưng để xác định lấy cái điều đó để chỉ cho cái quyết định cuộc đời hên xui tốt xấu này của chúng ta thì không có gì làm cơ sở hết các vị. Cho nên người học Phật phải dựa vào cái gì? Dựa vào cái đạo đức, dựa vào phước báo, dựa vào nghiệp lực, dựa vào nhân quả. Tất cả những cái này chúng ta có quyền để nghĩ, và chúng ta biết được chúng ta như thế nào trong hiện tại và mai sau. Chúng ta dựa vào những thực tế của mình, chúng ta hoàn toàn chúng ta có một cái khái niệm về một con người quá khứ của chúng ta như thế nào. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Điều này tôi đã giải quyết với tất cả các vị qua quá nhiều bài giảng về học thuyết nghiệp và nhân quả rồi. Ở đây hôm nay không nhằm lặp lại cái điều này, mà tôi muốn lý giải một số điều xung quanh nó liên quan đến cái mà các vị gọi là số mạng, hay là cái mà các vị gọi là số phận. Tất cả những điều này các vị phải nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây tất cả chúng ta là một người học Phật thì phải có một chánh kiến chỗ này. Ở đây có ai đầu năm vừa rồi đi cúng sao không? À các vị, tôi không có bài bác chuyện này, nhưng mà tôi cho nó là một nền tín ngưỡng, tín ngưỡng ngoài Phật giáo. Tín ngưỡng này nó không phải trong Phật giáo. Sao hạng này không có nằm trong Phật giáo. Sao hạng này hoàn toàn lệ thuộc vào các học thuyết về các nhà chiêm tinh của Trung Quốc, từ một văn hóa hoàn toàn của Trung Quốc, của các đạo gia. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái điều đó, ai cúng thì cứ cúng, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng không phải do chúng ta cúng điều đó hay là trong phải chúng ta dựa vào điều đó để quyết định cuộc đời của mình đâu. Cho nên ở đây khi các vị học Phật phải có chánh kiến chỗ này để chúng ta mạnh mẽ hơn. Chúng ta một nghe một điều xui cái tự nhiên chúng ta buồn thiểu não. Chúng ta nghe một điều hên để chúng ta coi như là chúng ta cởi mở và hân hoan. Như vậy có phải do những điều đó để quyết định hay không thì tôi chưa biết. Nhưng mà chính cái quan điểm tích cực và tiêu cực nhất thời của các vị rất có thể tạo ra những vô số điều sau đó, vô số điều bất lợi do cái suy nghĩ của chúng ta. Cho nên ở điều này các vị phải tư duy, phải cho đúng.